Tập 25. Không ngờ ngươi có thể luyện Long Phượng Hoàng một cách xuất thần nhập quỷ như vậy. Nếu cho ngươi thêm thời gian mấy năm nữa, chỉ e là lão phu cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Thua cũng coi như là thua rồi. Hôm nay ta có thể chế chi thiên cơ bổng của ngươi thì thường qua kim học ta cũng thấy đáng rồi. Quả nhiên ngươi đúng là một nhân tài. Hôm nay nếu ta giết ngươi, giang hồ sẽ thiếu đi một tông sư nhất phái. Đó mới là niềm đáng tiếc của Giao Long. Trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ được lan truyền trong giang hồ. Kẻ thắng vẫn là tử mẫu Long Phượng Hoàng. Thượng quan Kim Hồng, người đúng là một kẻ tiểu nhân thô bỉ. Sau đó làm sao ta đến đây, ta cũng không biết nữa. Thật không ngờ Thượng quan Kim Hồng gia nhân Võ Lâm lại dám làm chuyện như vậy chứ. Tiền bối, nhiều năm như vậy, tiền bối làm sao vẫn sống được? Trên núi này có một con hùng ưng đấy, ngày nào nó cũng tha thịt sống, trái cây. Ta dựa vào những thứ mà nó kiếm được cho ta mới có thể miễn cưỡng sống được đến bây giờ đấy. Không ngờ con hùng ưng hung dữ đó lại có tình nghĩa như vậy. Có tình nghĩa, ta nghĩ chẳng qua nó cũng là do Thượng quan Kim Hồng sắp đặt cả rồi. Nhưng tại sao bọn họ lại nhốt ngã ở đây? Chỉ e năm đó tại phụ tổ giam Thiên Cơ lão nhân ở đây đa phần có liên quan đến bảo tàng của Kim Tiền Bang. Thử hỏi thủ vệ nào tốt hơn Thiên Cơ lão nhân và Hồng Ân chứ? Hai tử, ta biết thời gian của ta không còn nhiều nữa. Hiện tại bên ngoài là năm nào rồi? Lão phu không rõ chút nào đâu. Nhưng lúc còn sống còn có thể được gặp hậu nhân của Tiểu Lý Phi đâu, cũng coi như là sống vẹn toàn rồi. Hai tử, khi đó ta và tiểu tử Lý Tầm Quan coi như là kết giao nhiều năm, ngươi nhất định không được làm hỏng danh tiếng của hắn. Tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của ngài đâu. Vậy coi như lão phu cũng coi như là hết dứt bận rồi. Tiền bối, ngài đã từng nghe nói về bảo tàng của Kim Tiền Bang chưa? Thực ra lần này ta đến đây là chỉ muốn tìm bảo tàng mà năm đó Kim Tiền Bang để lại. Bảo tàng của Kim Tiền Bang ta chưa từng nghe nói đến. Nếu chỗ này có bảo tàng thì đó là thiên cơ bổng của ta rồi. Đây chính là thiên cơ bổng đệ nhất trên giang hồ sao? Không sai. Thiên cơ bổng này được tạo từ phi thế toái tinh thạch và như ý bảo thạch. Điểm mấu chốt đó là dòng sáng bảy sắc bao quanh, đâu có thể giết người một cách vô hình tung hoành khắp trời đất trượt ta ra.
không ai biết được điểm đặc biệt của nó đâu. Hiện tại lão phu cũng như đèn dầu sắp tắt, giữ lại nó cũng không có tác dụng gì cả. Nếu các người muốn thì hãy lấy nó đi. Nếu không có thể điều khiển được nó thì hãy thay lão phu truyền lại cho một người thật sự dũng cảm đi. Đúng rồi tiền bối, nếu người lo lắng thiên cơ bỗng thật sự không có hậu nhân kế thừa, vậy chẳng thà giao cho Lý Hoài Quân đi. Đợi khi gặp được sự lựa chọn thích hợp sẽ nhờ Lý Hoài Quân đệ thay tiền bối truyền lại cho người nào đó. Tiền bối, cái này ta không thể nhận được đâu. Thiên cơ bỗng lợi hại như vậy, ngồi nhỡ rơi vào tay của người có tâm cơ bất chính, nhất định sẽ làm nổi lên một trận máu tanh đấy. Thiên cơ bỗng này giống như cái bóng của tiền bối vậy. Mỗi lần mọi người nhắc đến thiên cơ lão nhân, chắc chắn nhắc đến thiên cơ bỗng. Ngồi nhỡ ngày nào đó tiền bối không còn nữa thì thiên cơ bỗng này cũng không nên tồn tại đâu. Bạn tri kỷ, bao nhiêu năm qua ở động quyệt này chỉ có người bầu bạn với ta. Thu qua đông đến không biết trải qua bao lâu rồi chứ. Nếu hiện tại sắp rời xa ta rồi, người có phải người cũng không nỡ đúng không? Thời gian của ta không còn nhiều nữa đâu. Người có thể một mình ở đây nói chuyện với ta một chút được không? Thế này đi, chúng ta ra ngoài chờ quên nhé. Hai tử, hiện tại ta như đèn dầu sắp tắt. Hôm nay ta sẽ đem một thân công lực truyền thụ lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể vận dụng nó, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu đấy. Tiền bối, không được đâu. Tiền bối, tiền bối, tiền bối, nơi này có thể quan sát toàn cảnh dưới núi. Bao nhiêu năm qua ông ấy đều ở trong động, mai táng ở đây chắc chắn mấy rất thích đấy. Hãy yên nghỉ đi tiền bối ạ. Đứng đầu danh sách binh khí của Bách Hiệu Sinh, cả đời sống lan dạt như mây trôi, thoải mái tự do, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Thật đáng tiếc. Cũng may cuối cùng chúng ta có thể trả lại tự do cho mấy. Không ngờ thiên cơ lão nhân nổi danh trong giang hồ, bao nhiêu năm qua lại ngày đêm bầu bạn với một con hùng ưng. Mặc dù con hùng ưng này rước họa cho Kim Thủy Thành, nhưng lại luôn chăm sóc cho thiên cơ lão nhân này.
Nếu không có nó, e rằng tiền bối đã sớm không còn nữa rồi. Cũng coi như là một con thần tiểu của tình nghĩa. Ta mặc kệ những chuyện này. Ta chỉ biết là con chim này làm hại Kim Tiểu Thành ta bao năm qua. Nếu hiện tại đã trừ được tai họa, ta phải đem tin tức này công bố cho dân chúng, để bách tính trong Kim Tiểu Thành này đều cảm thấy vui vẻ. Vì lần này cũng coi như chúng ta đến không chết rồi chứ. Các người chính là đại ân nhân của Kim Tiểu Thành ta. Lần này bách tính trong Kim Tiểu Thành nhất định phải tổ chức tiệc cảm ơn các người. Đến lúc đó các người không được giấu mặt đâu đấy. Kha Kha, trời sáng rồi, tỉnh lại đi. Kha Kha, nóng quá, phải làm sao đây? Kha Kha, thế nào rồi? Có thấy ấm hơn chút nào chưa? Muội nhất định phải cố lên, đừng để chuyện gì xảy ra đấy. Hoài xấu xí, hoài xấu xí, hoài xấu xí. Chỉ có đại ca thôi sao? Nếu mùi muốn nhìn thấy đại ca thì mùi càng phải cố lên chứ. Nếu không mùi sẽ mãi mãi không gặp được con ấy đâu. Có nghe thấy không vậy? Kha Khả, Kha Khả à, cố gắng lên. Hiện tại ta sẽ cõng mùi ra ngoài. Phò mã, công chúa, sao muộn thế này rồi? Này còn chưa ngủ, vì nãy ở Phật đường cầu phúc cho chính gì. Ai ngờ chuỗi hạt bị đứt. Ta lo lắng Phật tổ đang cảnh báo cho chúng ta, không phải chính gì sẽ ra chuyện gì chứ. Công chúa, nàng đừng lo lắng như vậy nữa. Chẳng phải đã nói rồi sao? Ta đã phái hộ vệ đi bảo vệ hai quân đại chúng rồi. Chuyện này ta biết, nhưng ta vẫn lo lắng lắm đấy. Hay là chàng đích thân đi một chuyến đi. Ta thật sự lo lắng chính gì sẽ ra chuyện đấy. Công chúa, nếu ta đi rồi, chẳng lẽ nàng không lo lắng người mà nàng phái đi sát hại Thiền Nhi sẽ phải thất vọng quay về sao? Chàng theo dõi ta. Công chúa, nếu không làm những chuyện hổ thẹn với lương tâm thì có gì đáng sợ đâu chứ. Nếu chàng đã biết rồi thì ta cũng chẳng còn gì để giấu cả. Ta chỉ muốn hỏi chàng một câu thôi. Chàng có đi hay không đây? Bảo vệ con trai của mình, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Có điều công chúa, nhìn nàng bây giờ lo lắng cho chính như vậy, đồng thời ta cũng hy vọng nàng cũng suy nghĩ đến Thiện Nhi một chút đi. Dù sao hai đứa nó cũng là huynh đệ với nhau. Cố gắng lên Kha Khả. Cố gắng lên. Bọn họ quay lại rồi. Lên ngựa đi. Ta dìu ngươi. Cẩn thận nào. Từ từ thôi. Từ từ. Mau đi thôi. Cẩn thận nhé. Là thiếu gia Lý Chính. Bây giờ chúng ta có nên đi theo không? Không cần đâu. Xem ra Lý Chính thiếu gia đã an toàn rồi. Chúng ta lập tức quay về báo cáo với công chúa đi.
Lão gia, tất cả chuẩn bị xong rồi. Đưa xuống chờ ta đi. Dừng. Công chúa, ta xuất phát đây. Phô mã. Nhất định phải đưa Lý Chính an toàn trở về. Này yên tâm đi. Không chỉ Lý Chính mà cả hai đứa, ta đều sẽ đem chúng an toàn trở về. Xem ra không có vấn đề gì rồi. Để bọn họ nghỉ ngơi một lát thôi. Chúng ta về thôi. Đi nào. Đây là đâu? Sao mình ở đây chứ? Khả khả. Khả khả. Khả khả, xem ra mùi không sao rồi. Tốt quá rồi. Nhìn đi, anh đã đắc tội với độc dư của chúng ta. Còn giận à? Hãy cho tôi tự quan hoài. Hôm đó giống gạt ta, không có bản đồ khô tàn. Ta hận nhất chính là nam nhân mà lại ức hiếp nữ nhân. Ta nhất định sẽ khiến hắn sống không được mà chết không xong đâu. Mùi đó, chuyện này có gì đáng tức giận đâu. Đợi sau này ta dùng hắn đến Kim Tiền Bang, thì những báu vật trong tay hắn chẳng phải đều thuộc về Kim Tiền Bang chúng ta sao? Ta nói cho Quỳnh biết, không được dẫn số vào nhà. Tên tự quan hoại này vô cùng giả hoạt. Chuyện này Mùi không cần lo lắng đâu. Cho dù thượng quan hoại là hậu nhân của thượng quan gia, ta dẫn dắt Kim Tiền Bang đã 20 mấy năm rồi, đã tạo được thế vững chắc. Sau này nếu có chuyện gì, dù sao hắn cũng phải tìm ta thương lượng. Mặc dù hắn là hậu nhân của Kim Tiền Bang, tặng báu vật cho hắn cũng coi như là báo đáp lại thượng quan gia. Ta thấy Quỳnh không quên được thượng quan tiên thì khó. Mùi đó, những lời thô tục này thì nói hay lắm. Dù sao người cũng đã chết rồi mà, mùi lại so đo với người chết làm gì chứ? Nhưng ta không chịu mắt đâu. Hình dáng Quỳnh suốt ngày nhớ về cô ta. Trong lòng ta nhớ về anh thì đó là chuyện của ta. Nếu mùi thật sự thấy không chịu mắt thì cứ tự nhiên. Quỳnh, thật ra Quỳnh càng siêu tình thì ta càng thích Quỳnh đấy. Lý Hoài, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống thoải mái đâu. Tham kiến độc dương. Đứng lên đi. Lần này triệu các ngươi đến đây là muốn nhờ các ngươi đến Kim Tiểu Thành một chuyến. Nếu thượng quan hoại tìm thấy kho bảo tàng thì hãy đem bảo tàng và thượng quan hoại về đây cho ta. Nếu bắt được vậy thì giết hắn cũng được. Thủ hạ tuân lệnh. Đại ca, Quỳnh về rồi. Hai người không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao. Thế nào rồi? Đã tìm thấy bảo tàng chưa? Tìm thấy rồi. Nhưng trong đó chẳng có gì cả. Sao lại như vậy? Không sao đâu. Quan trọng nhất là mọi người không sao hết. Để có biết không, từ khi nãy thấy hai người bị ngã từ trên núi xuống, khiến ta lo lắng chết đi được. Cũng may là một đại không sao. Nếu không thì ta thật sự không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.
Không làm phiền bộ đại nghỉ ngơi nữa. Cố gắng chăm sóc Khả Khả nhé. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được Thái Nguyệt cô nương ở đây. Ngươi có chuyện gì không? Ta đến đây thăm bằng hữu của Ly Hoài huynh đệ thôi, thuận tiện đem thêm một số món quà đến tặng cho họ. À đúng rồi, để biểu thị lòng ngưỡng mộ với nữ hiệp, ta muốn mời cô cùng ta đi thăm thú Kim Thủy Thành, cùng thưởng thức phong cảnh con người nơi đây. Cô thấy sao? Bây giờ sao? Cho ngày khác không bằng hôm nay. Bây giờ luôn nhé. Mời Thái Nguyệt cô nương. Khả Khả, sao muội ra đây? Lý Chính, ta đến chỉ là muốn cảm ơn huynh đệ cứu ta thôi. Điều thì ta không bảo vệ tốt cho muội, để muội bị thương. Muội thế nào rồi? Không phải chỗ nào không phải chứ? Ta không sao đâu. Kim Thủy Thành chúng ta chỉ muốn chúc mừng đã trừ được chim chính đồng. Bên ngoài trang trí đèn nhiều màu sắc, rất náo nhiệt. Không biết cô nương có thích Kim Thủy Thành này không? Có muốn ở đây không? Ý của người là người phương Bắc chúng ta trước ngày tính tình thẳng thắn hào sảng, không thích ăn nói vòng vo, vì ta cứ nói thẳng vậy. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin cô nương bỏ qua cho. Trên đường đi, ta quan sát cô nương lâu rồi. Mặc dù cô rất lãnh đạm, nhưng lại thánh thiện như trước trên đỉnh núi vậy. Không biết cô nương có muốn ở lại Kim Thủy Thành làm tân nương của ta không? Ta quyền dùng cả đời mình bảo vệ cô đấy. Cả Lạp huynh, xin lỗi làm huynh mất hứng nhé. Bởi vì Thái Nguyệt muốn làm tân nương của ta. Không biết hai người đã chính thức thành hôn chưa? Nếu như chưa chính thức thành hôn, thì theo quy tắc nơi này của chúng ta thì phải tỷ thí. Kẻ thắng sẽ có được cô nương mình thích. Ai sợ chứ? Tỷ thí thì tỷ thí thôi. Được. Quân là khách, quân muốn tỷ thí cái gì đây? Thưa quan hoài, không được cái chuyện đâu. Tỷ thí cái này. Lý huynh đệ, cái này tại hạ thật sự không so được với huynh. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Đã nhường rồi, đã nhường rồi. Thật là, ta làm sai còn đắc ý nữa. Ta làm sai chuyện gì chứ? Thứ nhất, quỳnh dám hôn ta. Thứ hai, ai cho quỳnh hôn ta chứ?
Cho nên hai điều này cộng lại, từ sức ép của Nhật tội chết rồi. Tội chết sao? Chị muốn giết thì giết đi, dù sao mẹ của ta là của Mùi mà. Quỳnh vẫn còn nhớ mẹ của Quỳnh là của ta. Vì Quỳnh nhớ cho kỹ đấy, sau này bảo Quỳnh làm gì thì Quỳnh phải làm cái đó. Ý của Mùi là đồng ý chuyện chung thân với ta rồi sao? Buông ra nào, ai tìm hứa chứ. Hoài xấu xí, hai người. Lý Thế Nguyệt, Khải Khả, cô làm sao vậy? Hoài xấu xí, sao cô lại như vậy chứ? Quỳnh đã quên là khi còn nhỏ hai chúng ta hứa hẹn với nhau rồi sao? Quỳnh đã nói sẽ lấy ta làm vợ mà. Đó là khi chúng ta còn nhỏ, chỉ rồi gia đình thôi. Sao có thể coi là thật chứ? Khả Khả, cả đời thư quan hoại ta là người ta muốn cảm ơn nhất, chính là một bằng hữu. Từ thuở nhỏ là cô thôi, để cùng lớn lên cùng ta. Địa vị của cô không có ai thay thế được đâu. Trong mắt của ta, cô giống như là mùi mùi ruột của ta vậy. Còn thân thiết hơn cả mùi mùi ruột đấy. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Quỳnh không thích ta hả? Chuyện tình yêu không thể nào giải thích được đâu. Và cô cũng không thể hỏi tại sao. Khả Khả, thật ra ta cảm thấy cô nên để ý một chút bên cạnh mình. Có người thật lòng đối xử tốt với cô đấy. Người thật lòng thích cô. Hoài xấu xí, Quỳnh quá đáng thật đấy. Khả Khả, con phải nhớ kỹ, Lý Mạn ta đã giết cha mẹ con, khiến con thành cô nhi. Một mối thù sâu như biển này, Lý Thế Nguyệt không bao giờ quên đâu. Ta muốn còn tiếp cận Thư Quan Hoài, lấy sự tín nhiệm của hắn, nhưng cơ hội này tìm được tung tích và bản đồ khô tàn. Tí đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu. Không còn sớm nữa, muộn mau về nghỉ trước đi. Ngày mai cũng phải lên đường nữa. Được, tí cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đừng nghĩ nhiều nữa, như lúc còn nóng hãy uống đi. Tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao cô lại không thích ta? Chuyện tình yêu rất khó giải thích. Cô cũng không thể hỏi tại sao được. Hoài xấu xí, ta đã từng là khả khả mà Quỳnh thương yêu nhất. Từ hôm nay, ta chính là Hoài đại nhân của các ngươi. Các ngươi có khó khăn gì cứ đến tìm ta. Ta bảo vệ tất cả các ngươi. Đại dương vạn tuế. Khả Khả chính là nương tử của ta. Sau này các ngươi gặp mùi ấy đều phải gọi là phu nhân đấy. Nghe rõ chưa? Xấu hổ kìa. Phương Khả Khả đâu mặt rồi kìa. Phương Khả Khả gì chứ? Là phu nhân đi. Phu nhân xấu hổ rồi kìa. Hoài xấu xí, Quỳnh có biết là trái tim ta đau thế nào không?
cầu công công cứu mạng. Dương đại nhân, đêm muộn thế này đến chỗ ta, có chuyện gì gấp gáp vậy? Công công đúng là phú quý quên mất chuyện cũ rồi. Trước đây ta đưa tiền thuế cho công công để nộp lên triều đình. Hiện tại triều đình bắt đầu điều tra rồi, hạ quan lo lắng chỉ mũ quan trên đầu sao không giữ được nổi, lại lo sẽ làm liên lụy đến người nhà. Cho nên đã quý đến đây xin công công cứu mạng đấy. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cứ về trước đi, ta xử lý sao cũng được. Đa tạ công công. Dương đại nhân, đừng trách chúng ta không nhắc nhở người. Nơi này không phải ai muốn đến thì có thể đến được đâu. Phải học cách tránh sự nghi ngờ đấy. Nếu không thì đừng trách chúng ta trở mặt, mặc kệ người nhé. Tiểu nhân hiểu rồi. Tiểu nhân hiểu rồi ạ. Vậy đi, ta sẽ xử lý cho. Dương ạ. Cô đừng uống nữa. Sao cô lại ở đây chứ? Ta, đi quân đã đến rồi thì hãy uống cùng ta một ly đi, được không nào? Uống đi. Uống đi nào. Quỳnh có biết không, bọn ta khi còn nhỏ, Hoài Sâu Xí đã từng nói với ta là, nói với ta đấy, ta chính là lương tử, lương tử của Hoài Sâu Xí đấy. Quỳnh ấy đã nói như vậy. Quỳnh ấy nói với ta như vậy đấy. Quỳnh ấy thích nhất là ta. Nhưng tại sao Quỳnh ấy lại trở mặt như vậy chứ? Tại sao Quỳnh ấy lại đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao? Quỳnh ấy thích Tiết Thái Nguyệt. Tiết Thái Nguyệt chính là Nguyệt thần. Rõ ràng cô ta có mục đích nên mới tiếp cận Quỳnh ấy mà thôi. Ngốc thế đấy. Sao Quỳnh ấy lại ngốc như vậy chứ? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Khà khà, thật ra chỉ cần Bụi quay đầu lại thì sẽ thấy ta ở phía sau Bụi đấy. Nào, từ từ thôi. Quỳnh là ai? Từ từ thôi, cẩn thận đấy. Hoài Xấu Xí à? Hoài Xấu Xí, sao Quỳnh lại? Sao bây giờ Quỳnh mới đến chứ? Ta biết rồi đấy. Quỳnh không nỡ bỏ ta, có đúng không? Nên đến đón ta, đúng không nào? Hoài Xấu Xí, Quỳnh có biết là trong lòng ta thật sự rất nhớ Quỳnh không? Cẩn thận cái ngã đấy. Quỳnh có biết không? Có biết không vậy? Khà khà. Dựa theo những manh mối mày để lại, tìm được lại chính là Thiên Cơ Bổng. Nhưng theo giang hồ đồn thổi, bảo tàng của Kim Tiền Bạc là một kho báu rất lớn.
Nó có liên quan gì đến thiên cơ bổng chứ? Khách quan, mời theo lối này. Mời ngồi. Tiểu Nhị, mày mời thầu và thức ăn đến đây. Được rồi, nghe chờ một chút. Nào ngồi đi. Mày ấm trà đến đây. Các người gần đây có biết chuyện gì không? Chìm chính đạo gây hại cho Kim Tiểu Thành rất nhiều năm qua đã bị giết rồi đấy. Không thể nào. Chìm chính đạo đó có thể ăn thịt người đấy. Mấy ngày trước có đám thợ săn lên núi đã bị nó ăn thịt rồi. Bọn họ sao có thể làm vậy? Ta nói cho các người biết, các người đừng có nghe người ta nói nữa. Thực ra chìm chính đạo là một hồng ưng mà thôi. Mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể không tiêu diệt được. Hơn nữa nghe nói con chim này là rất thích báu vật đấy. Tổ của nó đều là núi bằng vàng núi bạc. Kẻ diệt trừ nó cũng từ đó mà chiếm được tài bảo. Cũng xứng đáng nhỉ. Đúng vậy. Cả Lạp Quân, khoảng thời gian qua đã tạo của chiếu cố. Và còn chuyện hôm qua, hy vọng là Quân đừng để trong lòng. Dù sao chuyện duyên phận thì thực sự rất khó miễn cưỡng, đúng không nào? Lý Quân đệ yên tâm đi, các nhà ca lạp ta tính tình hào sảng thoải mái. Nếu không phải là chuyện tình duyên của mình thì ta nguyện là tác thành duyên đẹp. Nhưng nếu để ta biết được Lý Quân đệ ức hiếp Thái Nguyệt cô nương, vì ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cướp quái về đấy. Đến lúc đó đừng trách Quân đệ ta không nể tình nhé. Ca Lạp Quân, ta khuyên Quân đừng một tưởng nữa, bởi vì Quân cũng không thể có cơ hội này đâu. Tỷ tỷ, bọn họ nói gì vậy? Chắc đang nhắc đến tỷ đấy. Đi nói chuyện phím thôi. Không nghe thì hơn đấy. Phương cô nương, cuối cùng cũng đỡ rồi nhỉ? Sao vậy? Đừng nhỏ mọn như thế chứ. Chúng ta là huynh muội tốt mà. Sau này có món gì ngon sẽ không bạc đãi cô đâu. Tối qua khả khả uống rất nhiều rượu đấy. Có điều huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho mùi ấy. Ca Lạp Quân, cáo từ. Bảo trọng. Ca Lạp Quân, chúng tôi xin cáo từ trước. Được, bảo trọng. Cáo từ. Cáo từ. Thời gian qua đa tạ khoản đãi và chiếu cố. Thái Nguyệt cô nương, nếu sau này có chuyện gì bất trắc, có thể đến Kim Tiểu Thành tìm ta. Các nhật Ca Lạp ta dù nước sôi lửa bỏng thế nào cũng sẽ hết sức giúp đỡ nàng. Cảm ơn. Bảo trọng. Cáo từ. Muốn giữ người nhưng người không muốn, chỉ còn ký ức về những ngày tháng đẹp thôi. Khả khả, nếu mệt thì đi chậm một chút thôi. Chính Nhi, cha, sao cha lại tới đây? Chính Nhi, sư khỏe của con không sao chứ? Xem ra mẹ con lo lắng cho con đấy. Sao lại tới đây chứ? Thiền Nhi, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi. Ông ấy chính là Lý Đại Hiệp sao? Lý Đại Hiệp, người mộ đã đâu? Ta chính là quân đại kết bái quân đấy. Tên là Lâu Dật, hy vọng có cơ hội được Lý Đại Hiệp chỉ điểm cho. Chỉ điểm thì không dám nhận, nếu có điều có cơ hội thì chỉ ra vài điểm thì có thể được. Đa tạ. Chính là người này đã hại mình đến bước đường hiện tại. Tất cả đau khổ của ta cũng là do ngươi gây ra. Nếu Lý Đại Hiệp uống lên mặt dạy người khác, vậy ta xin thọ giáo một chút. Tỷ tỷ, tỷ đừng kích động. Thái Nguyệt à, Thái Nguyệt, có thể không phải là hôm nay, nhưng Lý Mạn Thành, người hãy nghe cho kỹ đây. Cả đời này ta sẽ cố hết sức để giết người đấy, để trả thù cho Tiết gia chúng ta. Tiết gia, cô là
Chắc ngươi không ngờ tiếng giờ vẫn chưa bị ngươi đuổi cùng chiếc tận chứ. Sau này dù ta mất tất cả quyền thần cung cũng nhất định là... Tập 26. Nếu Lý Đại Hiệp phủ lên mặt dạy người khác, vậy ta xin thọ giảng một chút. Tí tí, tí đừng kích động. Thái Nguyệt à, Thái Nguyệt, có thể không phải là hôm nay, nhưng Lý Mạn Thành, người hãy nghe cho kỹ đây. Cả đời này ta sẽ cố hết sức để giết người đấy, để trả thù cho Tiết gia chúng ta. Tiết gia? Cô là... Chắc ngươi không ngờ Tiết gia vẫn chưa bị ngươi đuổi cùng chiếc tận chứ. Sau này dù ta mất tất cả người thần cung cũng nhất định là cũng phải trả mối thù bị giết sạch của Tiết gia. Tiết cô nương, hay là cô hiểu lầm rồi. Trần Thị Thí năm đó, ta và cha cô nương đã ký vào giấy sinh tử, sống chết ở số trời, không liên quan đến người khác. Ta nghĩ cô không nên tính hết món nợ này lên đầu ta như vậy chứ. Nếu năm đó người chết là ta, ta cũng quyết là không để con của mình tới tìm nhà họ Tiết cái cô để báo thù đâu. Để lượt cuộc quyết đấu công bằng, sống chết ở có số trời. Nhưng năm đó rõ ràng ông biết là cha ta bị thương rất nặng, nhưng vẫn khăng khăng khiêu chiến. Thế nghĩa là sao đây? Ông muốn lợi dụng danh tiếng khi đấu của ông ấy để chuộc lại cho bản thân mình, không phải sao? Ông còn lo người nhà họ Tiết sau này sẽ báo thù ông, nên vừa mới quyết đấu với phụ thân ta, vừa cử người giết sạch cả nhà họ Tiết ta. Lý Mạn Thành, kiếp này Thái Nguyệt ta không giết ông, ta thề không làm người đâu. Tiết cô nương, trận chiến năm đó giữa ta và cha cô, phải đến sau khi đấu xong ta mới biết, quá ra thì ông ấy đã sớm bị nội thương rồi. Sau khi ông ấy chết, bao năm qua trong lòng ta vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng vụ án diệt môn của nhà họ Tiết các cô, hôm đó sau khi trận chiến quyết đấu giữa ta và cha cô kết thúc, ta mới hay tin nhà họ Tiết đã bị diệt môn. Khi ta vội vã đến nơi thì đã quá muộn rồi. Tiết đại hiệp, ta xin lỗi, ta đến muộn rồi. Hay là ông muốn kiểm tra xem người nhà họ Tiết đã bị ông giết hết chưa? Tiết cô nương, chuyện này quá thực rất lạ, xin hỏi sư phụ của Tiết cô nương lại đây. Sư phụ ta chính là một nhân chứng duy nhất trong vụ án diệt môn năm đó. Ông muốn biết ông ấy lại sao? Lẽ nào ông muốn giết người bình miệng sao? Tiết cô nương, xin hãy nghe ta giải thích đi. Không cần giải thích gì hết. Hôm nay ta tới đây đưa thư chiến cho ông. Đêm trăng tròn tháng 8 năm sau, ta và ông sẽ quyết một trận sống chết. Được, Lý Mạn Thanh ta nhận chiến thư của cô. Đêm trăng tròn tháng 8 năm sau, ta và cô sẽ quyết đấu một trận sống chết. Một lời đã định. Thái Nguyệt, Tiền Nhi, ta đã nói rồi mà, tiếng Thái Nguyệt ở bên ngoài xấu xí chắc chắn có mục đích gì khác. Quá ra hai người này lại có thù không đội trời chung. Lẽ nào ngay cả mối thù của mẹ con cũng không cần ta lo cho con sao? Lần này ta đến đây vì muốn giúp con tìm ra hung thủ thực sự giết mẹ con đấy. Nếu con bỏ đi như thế, vậy thì mối thù của mẹ con phải trả thế nào đây? Ông đừng tưởng ông làm như vậy thì ta cảm kích ông. Lý Đại Hiệp, rốt cuộc bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?
Nơi này không tiện ở lại lâu, chúng ta hãy rời khỏi cánh rừng này đi, tìm nơi dừng chân rồi nói tiếp. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự không quay về đi cùng Thượng Quan ca ca sao? Chúng ta đã biết kho báu là gì rồi, nó không phải là thứ sư phụ cần đâu. Tiếp tục đi theo Lý Hoài cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nhưng không như nhận gì hết. Tất cả cẩn thận, gần đây có khí độc. Không ngờ Lý Mạn Thanh, Lý Đại Hiệp cũng có đây nhỉ. Chúng ta vốn vô tình đắc tội công chúa và các vị hào hiệp, muốn trách thì chỉ trách các vị xuất hiện ở nơi không xuất hiện. Nếu các người muốn ra tay với con trai của Lý Mạn Thanh ta, tức là các người không coi ta ra gì rồi. Thiết gì cần phải giả nhân giả nghi nữa? Muốn gì cứ nhầm vào ta đây. Ông tưởng gọi ông là một tiếng đại hiệp thì ông thực sự là Lý Đại Hiệp sao? Chẳng qua ông chỉ là dựa vào cây đại thụ đứng ngang công chúa mà thôi. Đúng đấy, đúng là phải gọi ông là Phò Mã mới đúng. Không phải Phò Mã mà là tên ăn bám. Ăn bám dựa vào nữ nhân. Các người câm miệng đi, các người không được nói lung tung đâu. Người có thể hỏi cha mình xem rốt cuộc hắn là Lý Đại Hiệp hay là tên ăn bám đây. Nói cho ông biết, hãy giao kho báu tìm thấy ở Kim Thủy Thành ra, thì chúng ta có thể cho ông được toàn thây. Lại nhắm vào kho báu rồi, cái người mắc lừa rồi. Nơi này vốn chẳng có kho báu gì hết đâu, chỉ là một trò đùa thôi. Người tưởng chúng ta sẽ mắc lừa thật sao? Hãy mau giao bắt đồ ra đi. Người không nghe rõ ta nói gì sao? Nơi này chẳng hề có kho báu gì hết. Ta giữ bản đồ kho báu làm gì đây? Ta đốt nó từ lâu rồi. Đại ca, giữ tên tiểu tử này lại, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Không cần cho tên vô dụng này sống nữa. Cha, cha, nếu cha còn các người tình sao nghĩ nặng như vậy thì bọn ta tiến ngươi lên được. Thái Nguyệt, giao thuốc giải ra đây. Ta sai rồi, ta đưa thuốc giải cho cô thì cô thả ta ra được chứ? Vô Thương, chia thuốc giải cho họ đi. Ta có thể không giết cô mà chỉ phế võ công. Mong là sau này cô đừng làm sàng bậy nữa. Đợi sau khi họ giải độc thì ta nhất định thả cô đi. Thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Lúc nãy sau khi tỷ tỷ phát hiện tung tích ngũ quái công châu, đi lập tức quay lại đây cứu mình đấy. Cảm ơn mùi. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn người kia được chết thoải mái như vậy đâu. Ta muốn một ngày nào đó có thể quyết đấu công bằng với ông ta. Vậy cha ta thì sao? Mau kêu cô ta giao thuốc ra đi. Thật sự không có thuốc giải gì cả. Mau giao thuốc giải ra. Mặc dù ngũ quái chúng ta ở cùng nhau, nhưng mỗi người thì luyện độc riêng, chúng ta không biết thuốc giải của nhau. Ta thấy cô chán sống rồi thì phải. Ta thật sự không biết thật đấy. Cô có giết ta cũng vô ích thôi. Tiểu Lý Phi Đao, Tiểu Lý Phi Đao quả nhiên cao thâm. Ta luyện thành công rồi, ta luyện thành công rồi.
Tiểu Lý Phi Đao. Xem đồng máy trúng độc rất nặng. Nếu chúng ta không nghĩ ra cách khống chế, chỉ e là Lý Đại Hiệp sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Lúc trước mọi người có qua lại thân thiết với giang hồ Ngự Y Phu Thê Công Tôn đúng không? Có thể mời họ đến giải độc cho cha ta được không? Không được. Thiên Nhà Hải Cát cái đây quá xa. Ta e là Công Tôn Phu Thê dù có thời gian tới được thì Lý Đại Hiệp đã mất mạng rồi. Nhưng quý yên tâm đi, ta có một viên thuốc giải độc có thể làm giảm độc tính cho Lý Đại Hiệp đấy. Viên thuốc giải này là do Phu Thê Công Tôn cho ta, có thể tạm thời khống chế được chất độc trong người Lý Đại Hiệp. Chỉ là khống chế tạm thời thôi sao? Vậy tức là vẫn không thể giải độc được. Đừng nóng vội, Phu Thê Công Tôn đã từng nói với ta rằng trúng độc tức là máu bị vật độc lây nhiễm. Nếu chúng ta thật sự không tìm ra thuốc giải độc thì có thể thử chích máu cho mấy. Nếu đúng là hiệu quả vậy chúng ta chỉ cần chích máu cho mấy trong vòng 9 ngày liền. Nhưng lượng máu chích mỗi ngày không được nhiều quá, nhiều nhất cũng chỉ là được một bát thôi. Vậy sao? Thế thì chúng ta thử xem nào. Chủ thư cô nương, phiền cô đi chuẩn bị giúp ta được không? Được. Quả nhiên là hiệu nghiệm. Nhưng mà đây không phải là cái lâu dài đâu. Lý huynh đừng cuốn. Ta thấy việc gì quan trọng nhất chúng ta cần làm là chia việc cho mọi người đi. Lý Chính, huynh và Khả Khả cô nương mỗi buổi sáng gom một ít xương sớm, dùng chỗ xương đó để sắc thuốc thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta và Thái Nguyệt cô nương, rồi cả Vô Thương cô nương nữa, chúng ta sẽ đi tìm một số cây nắp ấm để giải độc. Thượng quan huynh, huynh hãy ở lại đây để chăm sóc Lý Đại Hiệp đi. Để ta đổi với đệ, ta và Thái Nguyệt sẽ đi tìm cái nắp ấm được chưa? Để ở lại đây chăm sóc cho mấy đi. Được chứ? Cũng được. Nhưng huynh có biết là cái nắp ấm trông như thế nào không? Được rồi, ta là vậy. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Mọi người đi đi. Lúc này ta cố nhìn không với ông ta đã là giới hạn lớn nhất của ta rồi đấy. Bây giờ ta không giết Hạng Thuấn là vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Cao Công Công anh minh, nhờ tên gốc Hạng Thuấn năm lần bảy lượt thất bại mới giúp ngài hiểu rõ Thượng Quan Hoại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta thấy lần này tên vô dụng kia chưa biết chừng lại thành công đấy. Ta cũng nghĩ là như vậy. Vâng. Hơn nữa công chúa Đức An muốn giao việc giết Thượng Quan Hoại cho ngài làm. Việc này ác sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa ngài và Lý Mạn Thanh. Tới lúc đó thì vừa hay chúng ta có thể để Hạng Tuấn làm công chúa thí mạng. Giờ Thượng Quan Hoại và đám người kia đều đang tìm tung tích hung thủ giết Thượng Quan Tiên. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Hạng Tuấn. Tới lúc đó chúng ta lại đích thân hỏi tội rồi giết Hạng Tuấn, cũng coi như là có cái ăn nói với nhà họ Lý rồi. Còn ngài vẫn là Cao Công Công đức cao vọng trọng. Xem ra cô là người hiểu lòng ta nhất đấy.
Thứ đẹp nhất trên đời này chẳng qua cũng chỉ là kha khả không nổi nóng. Dáng vẻ nghiêm túc ấy đáng yêu biết dừng nào. Côn trùng đáng ghét, làm những giọt sương của ta mất trắng rồi. Để xem có giảm chết được người không. Chết đi, giảm chết người. Mới nãy đã lộ nguyên bản tính rồi đấy. Xem ra như thế này thì hợp với khả khả hơn. Đáng ghét, côn trùng chết tiệt. Long ca ca, Quỳnh xem có phải là cái cây này không? Để ta xem nào. Không phải, không phải cái này đâu. Chúng ta đi tiếp đi. Long ca ca, cái này có phải không? Cũng không phải cái này. Vẫn không phải sao? Cái đấm ấm có tìm như thế này, liệu có tìm được không đây? Kiên trì một lát nữa, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thôi. Tìm được rồi. Là cái này. Là cái này sao? Nhưng trong nó xấu xí như thế này mà có thể giải độc được sao? Thật đấy, xấu xí như thế này thôi, chứ thực ra nó chưa mắc côn trùng. Thế nên chất dịch nó tiết ra chắc chắn có thể có công hiệu giải độc. Chỉ cần tìm ra cái như thế này thì chắc chắn sẽ tìm được nhiều hơn đấy. Được. Thiện Nhi, Thiện Nhi, ông thế nào rồi? Ta muốn uống nước, chờ chút. Nào, cẩn thận mộng đấy. Cẩn thận đấy. Uống nữa không? Thiện Nhi, con biết không, khi ta còn trẻ, mẹ con chăm sóc ta như con vậy đấy. Sẽ là chuyện gì thế? Phía trước hình như có sơn tặc. Tiểu Lý Phi đâu? Cô nương, cô không sao chứ? Tiểu Lý Phi Đao, Quỳnh chính là hậu duệ của Lý Tầm Quang, là Lý Mạn Thanh phải không? Đúng là tại hạ. Ta là Thượng Quan Tiên, nghe nói Tiểu Lý Phi Đao là độc nhất vô nhị, lần này tới là vì muốn được so tài với Quỳnh ấy. Thượng Quan cô nương, Phi Đao của nhà hậu đế chúng ta trước giờ chỉ nhầm vào người bất trung bất hiếu thôi, thế nên không thể ra tay với cô nương được. Đâu ra nắm quy củ như thế chứ? Ta tới đây rồi, hay là Quỳnh đánh với ta một trận đi. Từ nay trở đi, ta cứ đi theo Quỳnh đấy, xem Quỳnh chịu được bao lâu.
Nào, uống ngụm nước đi. Rốt cuộc là tới bao giờ Quỳnh mới cho ta lãnh giáo phi đao của Quỳnh đây? Nếu nàng trở thành con dâu của Lý gia ta, muốn lãnh giáo tuyệt kỹ phi đao, thế thì không dễ dàng sao? Ta quá trêu người. Về sau ta lại giành được vị trí thám quan giống tổ phụ con, từ Lý Phi Đao, Lý Tầm Quan. Tôi bị Đức An công chúa nhìn trúng. Ta cũng từng muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, nhưng lý do năm đó lại suy sụp, lại thêm quan lệnh khó cưỡng, cho nên cuối cùng ta vẫn phụ mẹ con. Thiện Nhi, thực ra thì bao năm qua ta luôn nghe ngóng tin tức của hai mẹ con đấy, nhưng mà ta không ngờ rằng bao năm nay hai mẹ con lại luôn bị người ta truy sát như vậy. Cha, cha, cuối cùng cha cũng tỉnh rồi. Bây giờ cha thấy sao rồi cha? Yên tâm đi, cha không sao đâu. Lý Đại Hiệp, thuốc giải nấu xong rồi, ngài muốn uống đi nào. Cha uống thuốc đi cha. Đa tạ. Quá ra muội ở đây. Ta tìm muội lâu lắm rồi. Tìm ta làm gì? Quỳnh ở trong đó chăm sóc cho ông ta cơ mà. Tìm ta làm gì chứ? Thái Nguyệt, lần này ta rất cảm ơn muội vì ta mà muội bỏ qua cho mấy. Để vết thương của mấy lành rồi, ta sẽ đeo mấy trở về, dịch trở ranh giới với Lý gia. Ta vẫn là thường quan hoài. Thái Nguyệt, tới lúc đó chúng ta thành thật nha. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ta chỉ muốn trân trọng từng ngày một ở bên muội thôi. Ta biết chưa chắc mình đã có thể khiến muội buông bỏ hận thù. Ta càng biết rõ một mình ta không thể ngăn muội đi báo thù, nhưng ít nhất thì ta có thể tranh thủ thời gian chúng ta yêu nhau. Trước khi ngày đó tới, chúng ta sẽ yên ổn và hòa thuận được chứ? Chúc mừng công công. Chúc mừng công công. Lần này công công xuất quan, hẳn là đã luyện được thần công. Sau này đông sưởng của chúng ta chắc chắn sẽ đầy khí thế. Người vợ ăn nói thật đấy, miệng lúc nào cũng ngọt như vậy. Sao hôm nay chỉ có một mình ngươi? Công chồng muội yêu đâu? Hồi bẩm công công, công chồng muội yêu đã bị tiêu diệt hết rồi. Tất cả đều chết trong tay Thượng Quan Hoài. Đến côn trùng của yêu cũng bị hắn giết.
Tôi càng nghe nói Thượng quan Hoài đã tìm được cô báu của Thượng quan Kim Hồng ở Kim Thủy Thành rồi. Thế nên đã phái công chồng Ngô Yêu đi thăm dò xem thế nào. Nhưng không ngờ Lý Mạn Thanh cũng đi. Không những thế, mà giống tất cả đều trúng độc. Cuối cùng người của Nguyệt Thần Cung lại tấn công để cứu bọn chúng. Người Nguyệt Thần Cung cũng ra tay sao? Xem ra chúng thật sự đã tìm được kho báu rồi. Thuộc hạ làm gì không tốt, xin công công trách phạt. Thôi đi, nếu Lý Mạn Thanh và người Nguyệt Thần Cung đều có mặt thì không dễ đối phó như vậy đâu. Xem ra lần này ta buộc phải đích thân ra tay rồi. Công công đích thân ra tay, chắc chắn có thể tìm được kho báu. Cao Thành có. Gọi Hàn Tuấn đến đây. Cứ nói là bản công công cho hắn một cơ hội nữa. Dừng. Lý Đại Hiệp, tình hình của ngài có vẻ khá lên nhiều rồi đấy. Sao rồi? Thân thể không có gì đến ngài nữa chứ? Ta đỡ nhiều rồi. Phải cảm ơn mọi người đã tìm giúp cậu nắp ấm, vì thì thương cho ta. Giờ ta hồi phục nhiều rồi đấy. Không cần khách sáo như vậy. Vì Lý Đại Hiệp, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Không biết Đại Hiệp có thể truyền thụ nội công tâm pháp của ngài cho hậu bối là ta đây không? Cứ Lý Đại Hiệp mãi nghe thật gò bó đấy. Nếu cậu và Thiện Nhi đã kết bái huynh đệ thì sau này gọi ta một tiếng Thế Bá đi. Nếu cháu thực sự có hứng thú với nội công tâm pháp của ta thì đợi ta bình phục hoàn toàn sẽ từ từ truyền thụ cho cháu. Thật sao? Vậy cháu xin cảm ơn Thế Bá. Vậy cháu cũng có thể học được chứ? Tất nhiên rồi. Cảm ơn Thế Bá. Cảm ơn. Đứng dậy đi. Thuộc hạ tham kiến công công. Bị nhốt lâu như vậy đã nghĩ thông suốt rồi chứ? Được rồi, trông ngươi là biết. Ta quyết định cho ngươi một cơ hội nữa. Lần này ta quyết định đưa ngươi theo đích thân đi gặp Thượng quan Hoài đó, cũng để bọn chúng thấy được trên đời này không chỉ có Lý gia chúng mới phát huy được công lực của Phi Đao. Tạ ơn công công, tôi cả nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Cứ đi chuẩn bị đi, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Sao rồi, có tin gì không? Ta biết ngay, việc quân quan tâm đầu tiên không phải là ta đâu, mà là kho báu đấy. So với ta thì chắc là kho báu quan trọng hơn đấy chứ nhỉ? Tiểu mỹ nhân của ta, có tin tức gì không vậy? Cao công công chuẩn bị thả Hàn Tuấn để hắn đi tìm kho báu. Quân yên tâm đi, một khi có động tĩnh gì ta sẽ theo sát Hàn Tuấn, lập tức báo lại với quân. Đúng là một ý hay đấy. Muội yên tâm đi, việc thành rồi thì ta sẽ chia cho muội một phần kho báu, coi như phần thưởng cho muội. Sao thế? Ta lấy số tiền đó làm gì chứ? Ta muốn con người huynh và trái tim của huynh nữa. Trái tim và con người của ta đều là của muội đấy. Viên lão đại chủ, nói đi. Đại chủ, công chồng của yêu bị giết hết rồi. Nói tiếp, công chồng của yêu là thủ hạ của Tử Đằng Qua. Lần này ả ta tính kế thất bại, nhất định sẽ không có yên đâu. Tuy đã giết Ngũ Yêu, nhưng tình thế vẫn bất lợi với chúng ta. Người tiếp tục quan sát Tử Đằng Qua, nếu có gì mới thì lập tức báo cho ta. Dân, đợi đã. Nhớ lấy, làm việc nhất định phải cẩn thận. Tiểu nhân hiểu rồi. Tử Đằng Qua này
Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, hay là chúng ta mua đèn đăng qua tế bái những người thân đã qua đời của chúng ta nhé. Được. Tiết Bá Phụ, cháu không biết ân oán đời trước của mọi người rốt cuộc thì phi ra sao. Dù thế nào, vì mọi người mà thế hệ chúng cháu đã gánh chịu trừng phạt tương ứng rồi. Hy vọng Tiết Bá Phụ trên trời của Linh Thiên có thể bảo vệ cháu và Thái Nguyệt. Tiết Bá Phụ, giờ cháu thỉnh cầu cho Bá Phụ, cháu muốn cưới Thái Nguyệt làm vợ, hy vọng Bá Phụ đồng ý. Thượng quan ngoại cháu xin thề ở đây, nếu đời này cháu không bảo vệ được Thái Nguyệt cho tốt thì cháu sẽ bị sét đánh và chết không toàn thây. Sao huynh ngốc như vậy chứ? Ta vẫn luôn từ chối huynh, muốn lãnh đạn với huynh là vì ta sợ mình sẽ yêu huynh đấy. Nhưng ta không lừa được bản thân mình rồi. Hôm đó ta biết con chồng ngủ yêu muốn đi ám sát Quỳnh. Ta biết người ta hận nhất cũng ở đó, Nhưng ta vẫn không vô dự mà đi cứu Quỳnh. Lúc đó ta biết mình thua rồi, thua một cách quá hồ đồ. Ta sẽ không vô dự nữa. Lý Hoài, ta yêu huynh. Dù ta biết thời gian chúng ta bên nhau chỉ có một ngày, ngày thứ hai chúng ta sẽ phải giết đối phương. Tiết Thái Nguyệt cũng chấp nhận. Trại chủ, tình hình tiến triển thế nào rồi? Trại chủ, ta phát hiện Tử Đằng Qua và Kim Vô Cấu ngấm ngầm câu kết với nhau. Kim Vô Cấu, hắn lợi dụng Lý Hoài để chiếm đoạt kho báu của Mặt Kim Tiền. Ta đã sớm dự liệu là sẽ thế này. Còn gì khác không? Tên Kim Vô Cấu đó định để Lý Hoài tiếp nhận Kim Tiền Bang, nhưng mục đích thật của hắn là sớm tìm được kho báu. Trại chủ, phải chuẩn bị cho hắn tình huống xấu nhất đi. Sao chứ? Chuẩn bị tình huống xấu nhất. Không rồi, thế sẽ bất lợi cho công tử đấy. Trại chủ, phải làm sao đây? Ta phải tìm được cơ hội đích thân gặp Tử Đằng Hoa.
Tửu lượng thế này còn uống với ta sao? Tiểu cô nương, muộn thế này rồi, sao lại có một mình ở đây thế? Đúng vậy, muộn thế này rồi còn ra ngoài sao? Chẳng an toàn gì cả. Tiểu muội muội, nói với ca ca đi. Ca ca đưa muội về nhà. Thế nào muội nói xem đi, có được không nào? Đúng đấy, dừng tay. Làm gì vậy? Đây không phải là chỗ các ngươi giở trò đâu. Cút đi. Ta thấy trước rồi. Thôi đi thôi. Đã tạ ơn cứu mạng của đại hiệp. Không dám nhận. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong mắt người khác, hắn sẽ cho rằng ta cứu người. Nhưng thực ra thì là ta cứu chúng. Đại hiệp, ta không hiểu ý của ngài. Nếu lúc nãy ta không xuất hiện kịp thời, e là họ đã phải phơi thay ngoài phố rồi. Nói như vậy tức là ông biết ta là ai. Ta biết. Ngươi vẫn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ta còn biết ngươi đã không giống 13 năm trước nữa rồi. Từ lâu không còn là tiểu cô nương đó nữa. Chẳng lẽ bộ dạng này của ta bây giờ không giống tiểu cô nương sao? Dáng vẻ thì vẫn là của một tiểu cô nương, nhưng ánh mắt thì không giống nữa. Trong mắt ta có gì nào? Trong mắt ngươi có 69 mạng người. Từ 13 năm trước đến bây giờ, ngươi vẫn giống như trước kia. Thủ pháp giết người cũng như thế thôi. Điều gì vào người ta, trong đau đớn, bi thương cho đến chết. Ta lại không thấy như vậy. Xét lại lịch thì ông là tiền bối của ta. Sự tích của tiền bối ta cũng nghe được rồi. Chỉ tiếc là năm tháng không buông tha cho con người. Cao thủ từng đứng thứ nhất thứ hai trên giang hồ, giờ cũng lưu lạc thành tay sai rồi. Tiền bối, đừng có vòng vo nữa. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Ta khuyên ngươi bỏ ý định động đến Lý Hoài đi. Ta là sát thủ. Việc của ta là một sát thủ, và lấy tiền của người ta để giết kẻ khác. Nếu ông không muốn ta giết hắn, hãy cho ta lý do để ta không giết hắn đi. Vì lý do thì ta không nói được đâu. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ngươi tiếp cận Lý Hoài thì có nghĩa là gây tổn hại đến Lý gia và Nguyệt Thần Cung. Lý gia, tên Lý Mạn Thanh sống an nhàn sung sướng đã lâu, không dám quản đến gì của Cao Công Công đúng không? Còn thấy Nguyệt Thần Cung gì đó, nếu ta giết cả Nguyệt Thần Cung luôn thì sao đây? Có Nguyệt Thần Cung, ngươi không làm tổn hại được Lý Hoài đâu. Ông nói như vậy, ta lại càng muốn giết hắn đấy. Không biết Cao Công Công của Đông Sưởng có biết là về bí mật nhỏ của ngươi với ban chủ Kim Tiền Bang Kim Vô Cấu không? Trong mắt họ, Kim Tiền Bang chỉ là một nhân vật nhỏ. Ta khuyên ngươi đừng có biết quá hóa liều mà trước lửa vào người. Lửa này đã thiêu trên người ta mười mấy năm rồi, trước giờ chưa từng tắt. Cao Công Công sẽ không làm gì ta đâu, mà ông ta cũng không thể làm gì ta được. Ta khuyên tiền bối thức thời một chút đi, trời đi sớm vào, đừng để đến lúc ngọn lửa này thiêu đến người của ngài đấy. Ác giả ác báo, tốt nhất là ngươi phải tự biết bản thân mình đi. Cáo từ.